Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục livestream với các bạn một cái chủ đề là khi chúng ta ra làm chủ, ra làm kinh doanh không phải để chúng ta khoe khoang tự hào rằng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được làm chủ, hoặc là tự hào với bạn bè, với bà con rằng là ta được làm chủ, tự hào với nhân viên rằng là ta là làm boss, ta làm lãnh đạo. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn một cái chủ đề mà nó mang tính chất là lý giải về cái tư duy trong cuộc sống. Và chương trình cũng mới vừa bắt đầu thôi. Chương trình mới vừa bắt đầu. Mình live stream trên hai kênh, kênh Facebook và kênh YouTube. Vậy bây giờ các bạn giới thiệu về mình. Bạn nào lần đầu tiên biết mình, comment số 1. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên, bạn đang ở đâu, bạn sống ở đâu, bạn làm nghề gì, bạn làm lĩnh vực gì, để chúng ta có dịp làm quen, kết nối với nhau. Chào bạn Tân Ái, chào bạn Lily ở bên kênh YouTube nha, chào bạn Thủy Thu Thủy, vâng, chào bạn Binh Phạm, vâng, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo nữa là các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Thứ nhất là để các bạn xem, các bạn nhớ lại. Chào bạn Dương Anh Tuấn bên YouTube. Ok. Và cái thứ hai là một người nào đó mà họ thấy được cái livestream này thì họ như thế nào ạ? Họ sẽ họ sẽ học hỏi được cái gì đó, và nó làm cho cái tư duy của họ được tốt hơn. Chào bạn Nguyễn Văn Thịnh. Bạn nào lần đầu tiên bước mình thì các bạn comment số 1 đi để chúng ta cùng biết nhau. Biết mình rồi thì các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn. Vâng, và tiếp tục để mà nói, chúng ta ra kinh doanh, chúng ta làm chủ doanh nghiệp là không phải là chúng ta cho mình một cái chức danh đó để mà chúng ta y nghi, chúng ta thị y với người khác để làm cái gì các bạn ơi, nó không làm cái gì hết. Và tối hôm nay mình nói cái ý tưởng này, có thể là nếu mà bạn nào nhận ra được ý tưởng, bạn học ra được những bài học thì bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ thay đổi gì ạ? Bạn sẽ thay đổi cái sự nghiệp của các bạn. Bạn sẽ thay đổi trong cái cuộc sống của các bạn. Bạn sẽ thay đổi trong cái góc nhìn, trong cái cách làm ăn kinh doanh. Và cũng có thể là các bạn xem cái livestream này, và cũng có thể là gì ạ? Cũng có thể là các bạn thay đổi luôn cả cái lĩnh vực và cái nghề nghiệp làm việc của các bạn luôn đó. Có nhiều bạn cứ nói với mình là em xem cái livestream và em muốn ra làm kinh doanh luôn, bởi vì em mới hiểu ra được cái việc kinh doanh nó rất là hay và nó rất là ý nghĩa. Em nghĩ là thầy chia sẻ chủ đề này luôn, cảm kích thầy. Ok, cảm ơn bạn lo gì thêm nhiều. Ok, vâng, vậy thì làm chủ, ok chưa? Làm chủ, làm lãnh đạo hay là bất kể bạn làm ở một cái vị trí nào đó trong cuộc sống thì phải được nhiều người mến mộ, đúng không? Nhiều người mến mộ, nhiều người quý giá, chứ không phải là các bạn bắt họ phải là công nhận bạn là người làm kinh doanh, bạn là người làm chủ. Bạn làm cái gì thì cũng phải là nhiều người quý mình. Tức là khi mà chúng ta làm chủ hoặc là chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta có hai cái quyền lực, người ta gọi là quyền lực cứng, và cái thứ hai là người ta gọi là quyền lực mềm. Chào bạn Minh Ngọc. Cái thứ hai là người ta nói là quyền lực mềm. Quyền lực cứng là gì ạ? Quyền lực cứng là bạn ngồi vào cái ghế đó, là bạn có cái chức đó, bạn là chủ một cái công ty nên bạn có cái chức đó. Cái đó người ta gọi là quyền lực cứng. Tuy nhiên cái quyền lực mềm nó là gì ạ? Là bạn chả có cái chức gì đâu, bạn không làm hết, người ta vẫn quý bạn, và người thì ta vẫn luôn tin bạn là cái người lãnh đạo của họ, họ tin bạn là sếp của họ. Thì chúng ta làm kinh doanh, chúng ta làm chủ thì chúng ta phải xây dựng cái quyền lực của chúng ta trên cơ sở là cái quyền lực mềm, để sao cho nhiều người mến mộ mình, nhiều người quý quý mến mình, chứ không phải là anh ngồi còn cái ghế đó, anh còn trả lương cho tôi thì tôi thích, hoặc là anh làm sếp, anh làm cái vị trí trưởng phòng thì tôi còn quý giá anh, còn nếu mà anh nằm ở cái vị trí khác thì tôi không còn trân trọng, tôi không còn quý anh nữa. Vậy thì là một người làm kinh doanh, là một người làm lãnh đạo, chúng ta cần phải làm những điều đúng đắn, làm những điều đúng đắn.
chúng ta có sẵn sàng làm những điều đúng đắn hay không. À, ngày hôm nay các bạn thấy mà, vì ra kinh doanh người ta sẽ làm bất kỳ mọi thứ, người ta bỏ đi cái chữ đúng đắn qua một bên. À, ví dụ như là các bạn thấy là người ta bán thuốc và người ta làm cái gì đó, các bạn có nhớ không, đốt cái bột tre, người bột tre gì đó người ta pha vô và người ta bán cái thuốc. Cái báo vừa rồi báo nó lên, cái câu chuyện nó nói đó đúng không. Cái thứ hai nữa là các bạn nghe cái câu chuyện mà cà phê pha với phin á, hoặc là rau muống tưới nhớt vào, hoặc là cái vụ gì heo á, các bạn nhớ heo bơm cái thuốc tăng trưởng vào. Tức là làm lãnh đạo không có phải là chúng ta làm mọi giá, làm kinh doanh nhưng không phải là chúng ta làm mọi giá, mà kinh doanh là chúng ta cần phải làm những điều đúng đắn. Chúng ta phải dám làm những điều đúng đắn. Chúng ta làm đúng đắn với cái sản phẩm của mình, chúng ta làm những điều đúng đắn với nhân viên của mình, chúng ta làm những điều đúng đắn với khách hàng của mình, và chúng ta làm những điều đúng đắn với chính mình. Cái điều đúng đắn đó nó sẽ giúp cho mình và giúp cho gia đình của bạn nữa, chứ không có nghĩ là nó giúp cho khách hàng đâu. Ví dụ như là họ nghĩ rằng họ trồng cái bó rau muống đó cho khách hàng, họ tưới nhớt vào đó, chính họ đâu có ăn, chính họ là người không có dùng những cái luống rau muống đó. Họ lại đi trồng một cái luống rau muống khác, họ không có tưới nhớt để họ ăn. Bạn hình dung chưa? Tức là họ nghĩ rằng là họ làm cho chính họ thì họ làm đúng đắn, và họ làm cho khách hàng thì họ không có đúng đắn. Tuy nhiên họ không có hiểu rằng ở ngoài kia cũng có một người họ nuôi heo và họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ là cái con heo mà họ bán cho khách hàng là họ sẽ tiêm cái hormone tăng trưởng vào, và cái con heo mà họ làm để họ ăn thì họ không làm cái việc đó. Vậy thì các bạn thấy cái bài toán ở đây nó xảy ra cái gì ạ? Cái ông rau muống á, thì nghĩ như vậy, cái ông bán heo thì nghĩ vậy, nhưng mà cái ông rau muống thì cũng phải mua heo ăn, các bạn thấy chưa? Rồi cái ông nuôi heo thì cũng phải mua rau muống ăn. Hóa ra các bạn thấy chưa, các bạn có thấy cái bài toán thú vị không ạ? Hóa ra chúng ta lại bị gì, bị chúng ta chỉ lo cho chính chúng ta thì chúng ta lại bị ở cái phía đầu kia, nó làm cho chúng ta, chúng ta ăn thịt heo vô chúng ta vẫn cứ bị. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Vậy thì vừa rồi mình nói một cái ý tưởng đó, các bạn thấy hay không ạ? Vậy thì làm kinh doanh là chúng ta sẵn sàng làm những điều đúng đắn, và tất nhiên khi làm những điều đúng đắn đó thì chúng ta phải đi liền, chứ không phải là chúng ta làm điều đúng đắn. Chúng ta làm những điều đúng đắn đó thì chúng ta cũng phải không ngại bị xung đột. Khi chúng ta làm những điều đúng đắn thì chúng ta phải đấu tranh. Bởi vì đây những cái người ở ngoài kia họ không sẵn sàng đúng đắn, họ sẵn sàng phê phán bạn, họ sẵn sàng họ phá bỉnh bạn, họ sẵn sàng họ ghét bạn, họ sẵn sàng họ xù lông với bạn, họ sẵn sàng họ làm những cái gọi là đá dò sau lưng, ok chưa? Thì khi mà đã quyết tâm làm những điều đúng đắn rồi thì chúng ta phải có một cái năng lực tiếp theo nữa là mình sẵn sàng bảo vệ cái lời đúng đắn đó, và muốn bảo vệ những lời đúng đắn đó thì chúng ta cũng không có ngại đứng lên mạnh mẽ để bảo vệ những cái điều đúng đắn đó. Các bạn hình dung chưa? Nó là những người mà có những người thì họ suy nghĩ làm những điều đúng đắn, có chứ không phải là không có đâu. Có những người làm kinh doanh họ cũng luôn luôn suy nghĩ làm đúng đắn, có những người làm lãnh đạo họ cũng muốn làm những điều đúng đắn, nhưng mà khi mà họ bị xung đột, họ bị người khác nói, họ bị người khác phê phán thì bắt đầu họ sợ là bắt đầu họ lùi ra phía đằng sau, và họ nhường lại cho những cái việc khác, để cho người khác làm. Họ nhường lại phía sau, hoặc là họ chiều theo những cái con người mà làm việc không đúng đắn kia. Có chứ không phải không có. Vậy thì làm một nhà lãnh đạo, là một người kinh doanh đích thực thì chúng ta cũng phải biết lên tiếng, chúng ta cũng phải biết bảo vệ cho những cái điều đúng đắn mà mình làm. Chứ còn nếu mà mới hồi chiều thôi mình có một cái bạn, bạn inbox cho mình, bạn tâm sự, bạn ở tỉnh xa,
inbox mình, bạn tâm sự, bạn nói là em bây giờ em đang ở trong cái nhà chùa em tu, tuy nhiên là em đề nghị với gia đình là em ra khỏi chùa và em không muốn đi tu nữa, em muốn đi làm kinh doanh thôi. Đó. Thì ở nhà là ba bạn, mẹ bạn, anh chị em của bạn, bà con xung quanh bạn và cả những cái người thầy ở trong nhà chùa đều chửi, đều la, đều trách móc bạn, trách móc bạn rất là nhiều thứ, và thậm chí là nói là nếu mà bạn đó ra ngoài thì cả gia đình bỏ bạn luôn, không nuôi nắng không gì hết, kể cả cái người thầy của bạn cũng nói như vậy như bạn luôn. Nhưng mà bạn tâm sự, mình mới hỏi và bạn nói là bây giờ bạn phải gỡ cái vấn đề đó như thế nào. Mình chỉ hỏi bạn lại một câu thôi, mình nói là em đã còn hứng thú với cái việc tu hành nữa không, và em đã chọn được cái con đường đi cho mình chưa. Thì bạn đó mới nói rằng là thực sự là em đã gì à? Em đã ngán cái việc tu hành, em ngán cái con đường đi tu từ lâu lắm rồi, nhưng mà như thế nào em muốn làm cho ba mẹ vui lòng, em muốn làm cho những người xung quanh vui lòng, nên em như thế nào em chịu khó em ngồi ở đây, nhưng mà em thấy rằng là đã tới cái lúc em cần phải thay đổi rồi. Tại sao em phải làm theo ý của người khác mà em không làm theo cách của em? Bạn nói như vậy á, vậy thì mình nói anh, vậy thì mình nói rằng là vậy thì bạn mới nghĩ như vậy là đã tốt cho cuộc đời của bạn chưa? Mình hỏi bạn những cái câu hỏi qua bên chat vậy đó, thì bạn mới nói rằng là em cũng đã suy nghĩ kỹ từ lâu lắm lắm rồi. Vậy thì mình nói rằng là vậy thì nếu mà bạn nghĩ rằng là nó tốt cho cuộc đời bạn thì bạn phải bảo vệ cái chính kiến của bạn, bạn phải mạnh mẽ, bạn phải trưởng thành lên chứ. Bạn phải là người trưởng thành chứ, muốn làm được cái gì chứ là phải trưởng thành nhá, còn không là người ta sẽ ép bạn làm theo cái ý của họ, cái đó là chuyện được tất nhiên rồi, ở đời là vậy á. Và bạn nói rằng là đúng là bây giờ em cần phải học được cái bài học trưởng thành. Các bạn hiểu chưa, nó là mình trong những cái năm tháng mình gặp những bạn ra khởi nghiệp cổ vậy, thì mình gặp đầy những bạn như thế nào cứ mãi nói rằng là bị gia đình, bị anh chị em, bị bà con ở xung quanh cản trở. Đúng rồi, bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo thì bạn phải có cái bản lĩnh đó chứ. Bạn phải có được cái bản lĩnh là như thế nào? Cái bản lĩnh là chúng ta phải bảo vệ ra được cái điều đúng đắn của cuộc đời mình. Bảo vệ cái điều đúng đắn cuộc đời mình mà các bạn không dám bảo vệ, và bạn thậm chí bạn còn không dám nói lên sự thật. Một trong những cái tố chất của người làm kinh doanh là chúng ta phải biết cách để chúng ta nói lên được cái sự thật của mình, nói lên cái con đường mà ta muốn đi, nói lên cho cả thế giới, nói lên cho những người xung quanh biết ra được cái điều đó, và phải ra được cái quyết định. Mà dĩ nhiên sẽ còn rất là nhiều người họ như thế nào họ cản trở cho bạn, nhưng mà các bạn phải can đảm để làm được cái việc đó, tại vì bạn là nhà lãnh đạo. Các bạn nhớ, bạn là nhà lãnh đạo, và cái nhiệm vụ của bạn là bạn làm cái điều đúng đắn. Cái nhiệm vụ thứ hai là bạn phải biết cách chăm sóc, và bạn phải biết đưa ra những cái quan điểm và những việc làm để người khác họ thật sự tôn trọng bạn, và bạn phải biết cách đối xử tốt với những người khác, phải biết cách đối xử tốt với khách hàng, phải biết cách đối xử tốt với nhân viên. Bạn phải biết những cái phương thức đó để mà các bạn làm việc, và bạn phải nói lên cái một điều đúng đắn, và một điều nữa là bạn hãy giúp người khác đạt được mục tiêu của họ. Các bạn hiểu không? Các bạn phải biết người khác, nhìn vào được cái mặt tốt của họ, và bạn phải có một cái tấm lòng rất là bao dung, đúng không? Cái đây là điều chắc chắn rồi. Nó là làm điều đúng đắn không có nghĩa là yếu đuối. Và chả có một người làm kinh doanh nào là yếu đuối hết. Làm một người chủ doanh nghiệp giỏi không có nghĩa là yếu đuối, làm một người lãnh đạo giỏi không có nghĩa là yếu đuối. Và làm một người làm một người lãnh đạo giỏi là phải rất là mạnh mẽ, phải rất là can đảm. Các bạn hiểu chưa? Và làm một người lãnh đạo không có nghĩa là không dịu dàng, không có nghĩa là không mềm mỏng,
Đấy. Nhưng mà phải vô cùng cứng rắn, cái phải vô cùng can trường, ok chưa? Phải rất là mạnh mẽ, phải rất là chiến binh, nhưng cũng rất là thân thiện và cũng vô cùng cương quyết. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Chúng ta phải uyển chuyển, chúng ta phải lèo lái trong mọi tình huống, chứ mới gặp những cái cản trở sơ sơ mà chúng ta đã bỏ cuộc, mà chúng ta đòi là người làm kinh doanh, đòi là những người làm lãnh đạo, cái điều này là điều không thể. Cái điều này là điều không thể các bạn. Nó là những cái con người mà chỉ biết nghe theo người khác thì người đó không thể làm lãnh đạo được. Cái đây là một điều chắc chắn rồi. Vậy thì hồi nãy giờ mình chia sẻ những cái điều này, các bạn thấy có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Mình dừng lại một ít phút để mình giới thiệu sơ về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân B-training. Mình để nó hơi bị ngược đúng không? Và cái đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, là khóa học làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ không đồng. Từ không đồng. Và cái đây là địa chỉ của mình, B-training. Trang web là btraining.org, địa chỉ là 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Các bạn nào mà đăng ký học những khóa học của mình, đặc biệt là thứ năm hàng tuần nó có những khóa học hữu miễn phí, thì các bạn cho mình số điện thoại để các bạn đăng ký, các bạn đi học. Mình đồng thời mình cũng là tác giả của những quyển sách sau. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái đây là bạn nào mà muốn kinh doanh, muốn ra khởi nghiệp thì các bạn có thể sở hữu cái quyển sách này, để các bạn truyền cho bạn cái cảm hứng, cái cách đi khởi nghiệp nó như thế nào. Cái quyển sách thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này là mình chia sẻ đến các bạn 101 những bài học trong kinh doanh và trong cuộc sống. Những bạn mà họ mua, họ đọc cái quyển sách này, họ nói là như cái quyển sách gối đầu giường vậy, họ rất là thích, họ rất là quý cái quyển sách này. Cái quyển thứ ba của mình là cái quyển Bán Hàng Online Ngay. Trên tay mình đang cầm cái quyển này, mình chia sẻ đến bạn 101 cách để làm online hiệu quả, đơn giản và rất là dễ dàng. Thì đây là cái quyển sách mà hiện tại thì nó đang nằm ở nhà in, nó chưa có ở tại văn phòng mình. Cái quyển sách này là mình đang giữ quyển sách mẫu thôi. Quyển sách thứ tư của mình là quyển Bì Dân The Way. Cái quyển này là hoàn toàn bằng tiếng Anh, cái này là bán ở nước ngoài. Ở trong nước các bạn nào muốn mua thì các bạn cũng có thể là order cái quyển sách này. Ngay bây giờ trong cái chương trình livestream này, bạn nào đặt mua hai cái cuốn này là 210.000, phi ship cho các bạn đến tặng nhà các bạn luôn, bao luôn cả phi ship. 210.000 là cái giá bìa đó, đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào muốn sở hữu hai quyển sách này thì các bạn comment số điện thoại xuống, sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này, để các bạn học những bài học về kinh doanh. Các bạn sẽ hỏi cho mình những câu hỏi về kinh doanh, tại vì phần lớn là mình đã viết trong hai cái quyển sách này rồi. Các bạn học hỏi được những cái kinh nghiệm kinh doanh của mình trong hai cái quyển sách này và như thế nào. Và bạn nào mà sở hữu hai quyển sách này thì các bạn sẽ được ưu tiên add vào trong một cái group là cái group bí mật, để giúp cho các bạn chia sẻ bạn những cái bài viết, những cái livestream, những cái thông tin để các bạn làm kinh doanh tốt hơn. Và các bạn có cơ hội kết nối với rất là nhiều bạn trên khắp mọi miền đất nước này ở trong cái group này. Chào bạn Hiền Văn. Bạn Hiền Văn mới ăn tối với mình xong, bây giờ bạn về nhà bạn xem livestream là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình đi tiếp. Bạn nào mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống nhé. Ngày mai sách sẽ được giao đến nhà các bạn tiếp tục. Vậy thì chúng ta là người làm chủ, chúng ta là người làm lãnh đạo, thì chúng ta phải quan tâm đến cái chữ công bằng, hoặc là cái chữ cân bằng. Chúng ta phải biết đối xử cân bằng, chúng ta phải biết đối xử tử tế, chúng ta phải biết làm những điều đúng đắn, và làm gì làm thì chúng ta cũng phải biết tập trung vào để gặt hái ra được cái thành quả tuyệt vời. Các bạn như ra phải tập trung vào. Các bạn biết cái việc đúng đắn là chúng ta hãy làm cái việc đúng đắn hơn là việc chúng ta thích. Chúng ta hãy làm những cái việc đúng đắn hơn là việc mà chúng ta cảm giác rằng là chúng ta thủy y với ai đó, chúng ta chứng tỏ với ai đó. Mình uống miếng nước các bạn ha. Các bạn thấy không? Thường thường các bạn có cảm nhận ra điều này không? Chúng ta làm cái việc tốt thì nó khó khăn hơn nhiều. Chúng ta làm việc đứng đắn thì nó khó khăn hơn nhiều. Thông thường là vậy. Các bạn thấy không? Không hút thuốc nó khó khăn hơn là những người hút thuốc. Tập trung làm kinh doanh, làm những điều đứng đắn nó khó khăn hơn là những người không làm. Làm việc khó khăn hơn là làm biếng. Ok bạn Hồng Tuyền. Các bạn hình dung chưa? Làm việc khó khăn hơn là làm biếng.
ngồi nói chuyện đôi mắt là khó khăn hơn là bắt tay vào là việc. Không viết sách dễ dàng hơn là viết sách, tập trung vào viết sách nó khó khăn hơn nhiều các bạn ha, hiểu chưa? Thì thường thường là làm những việc tốt, làm những việc đúng đắn nó khó khăn hơn nhiều. Và đó là lý do mà cái công việc đó dành cho những người lãnh đạo, dành cho những người làm chủ, dành cho những người làm việc rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung chưa? Nghĩa là chúng ta phải biết gì ạ? Chúng ta phải rất là giỏi giang, phải rất là yêu thích làm những việc đúng đắn. Và hãy nói lên những điều ngay thẳng, hãy nói lên cái sự thật. Đôi khi nói cái đứa nhân viên đó, anh thấy em làm chưa tốt vấn đề này, anh thấy em làm chưa tốt vấn đề cái, chúng ta phải bảo vệ được chính kiến của mình chứ không phải là chúng ta nói lòng vòng vò. Các bạn thấy những người dẫn đầu á, những người phát triển thì họ luôn luôn nói thật, nói thẳng, và họ cái cách nói họ rất là hiệu quả. Và các bạn thấy chưa, những người chỉ trích á, cuối cùng những người đó họ cũng chả có cái gì hết. Khi mà bạn thành công á, thì các bạn thấy chưa, xung quanh bạn thì chả có những cái nhân vật chỉ trích xuất hiện hiện đâu. Thì những nhân vật họ lo họ chỉ trích không thì họ đâu có thành công được đâu. Trong cuộc đời mình cũng thấm ra cái điều này á, những người mà dành thời gian mà chỉ trích phán xét người khác thì những người đó họ không thể thành công được, bởi vì họ dành quá nhiều thời gian cho những cái công việc nó không đâu không à. Các bạn chưa? Và một cái câu nói ở đâu đó mình nghe rất là hay, là người vĩ đại á, là họ trở thành một cái tượng đài, và cái tượng đài đó là nhờ những viên đá của những người chỉ trích đó giúp cho họ xây nên cái tượng đài đó. Ồ, cái câu này nó hay kinh khủng các bạn ơi. Mà nói cái câu vậy thì cái câu này nó nói y như là một lời chỉ trích y như là một cái viên đá. Và nhiều người chỉ trích nó như là nhiều cái viên đá giúp cho cái người thành công, cái người chủ, cái người làm lãnh đạo đó họ xây lên một cái tượng đài nó rất là bự. Ok chưa? Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Một cái ý tưởng nó quá tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy là khi các bạn thấy là mình thấy là những cái ngày mà sinh nhật của mình, những cái ngày mà chúc mừng thành công của mình, hoặc là những cái ngày mà bạn thăng quan tiến chức, những cái ngày mà bạn đạt được những điều tốt đẹp, thì các bạn thấy chung quanh bạn không có ai là những người chỉ trích đó. Những người toàn là những người rất là tuyệt vời chơi với bạn không à. Bởi vì những cái người chỉ trích đó họ bị văng ra rồi, bởi vì họ không có đạt được cái thành tích đó. Và họ đang góp phần gì ạ? Họ đang góp phần làm cho bạn trở nên một cái tượng đài vĩ đại thôi. Mỗi cái lời chỉ trích là một cái viên đá giúp cho chúng ta trở thành một cái tượng đài vĩ đại thôi. Ok chưa? Nên là cũng thông qua cái live stream này, hôm nay mình chia sẻ rất là nhanh thôi, chưa các bạn thấy chưa, mới có hơn 20 phút thôi, mình chia sẻ 20 phút mình nói một cái ý rất là nhanh gọn vậy thôi. Thông qua cái live stream này mình mong muốn gửi đến các bạn một cái điều rất là ý nghĩa trong cuộc sống, là hãy làm vì cuộc đời của mình, hãy làm vì gia đình của mình, hãy làm vì khách hàng của mình, hãy làm vì nhân viên của mình. Chứ bạn đừng có làm vì những cái lời chỉ trích của những con người ở ngoài kia. Và đó là phong cách của người làm kinh doanh và người làm lãnh đạo thành công. Và chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon với những cái lời chia sẻ trong một phút chốc này. Bạn nào mua sách của mình thì hãy comment số điện thoại xuống, thì sách ngày mai sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Chúc các bạn bên kênh Facebook ngủ ngon, và chúc các bạn bên kênh YouTube ngủ ngon. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.